Chúng ta tiếp tục đi test máy kho nhé. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Godox 203. Các bạn thường hỏi là có cái dòng máy nào mà nó có cái chế độ tự ngắt hay không. Theo cái quảng cáo ban đầu thì là Godox ủi lặng quá các bạn ơi. Godox 203 có cái chế độ là gác tay khò khi chúng ta không sử dụng một thời gian nào đó, gác tay hàn khi chúng ta không sử dụng một thời gian nào đó, nó sẽ đưa vào chế độ ngắt và không hoạt động nữa. Sái cả tay, nặng quá các bạn ạ. Cũng là giá cả. Và cái máy hàn với khoảng cách khoảng 10m ra đến đây mà cổ tay đã mỏi rồi. Mai là 27 ở Hà Nội có giải marathon Hà Nội Mai Nai. Nếu các bạn nào gặp mình trên cung đường 42m thì chúng ta chào nhau câu nhé. Còn đây là sản phẩm chính của chúng ta, khui hộp ngày hôm nay. Xem cái gì đây. Úi dồi ôi, nhiều thứ phụ tùng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau đi test và đi trải nghiệm cái tính năng quan trọng nhất của nó là tính năng ngắt. Hộp quá nhiều hộp. Đây là đế gác tay hàn rồi. Cái này chúng ta bỏ qua một bên nhé. Đây các bạn, cái đế dùng để gác tay. Còn đây là tay hàn và dây nguồn rồi. Chúng ta cần tay hàn thôi, dây nguồn bỏ qua sang chỗ khác, ngồi chơi đi. Đế này bỏ qua nhé. Mình sẽ lấy đế cũ nhà mình kê. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, máy và tay. Cái này phải gần 2 cân các bạn ạ. Nặng thôi rồi. Lấy cái tay hàn bẩn ra. Chúng ta sẽ khui hộp sản phẩm này. Đây các bạn nhìn này. Chúng ta có một cái màn hình LED để hiển thị, một cái nút lên xuống. Và đây là chắc là chế độ setup ok. Công tắc bật nguồn, lỗ tay hàn. Godox 203. Tem tiếc chính hãng. Và công suất là 60W. Bây giờ chúng ta sẽ khui cái tay ra. Ồ, xé vỏ, bóc vỏ là đam mê của chúng ta. Đây cái tay hàn chúng ta đây. Godox dường như là dùng tay âm hết theo cách gọi của mình nhé các bạn nhé. 2, 4, 5, 6 lỗ. Khá lạ, những cái tay Godox khác thường chỉ có 5 cái lỗ thôi. Vì vậy là tay hàn Godox 203 sẽ không, gần như không dùng chung, nó sẽ phải dùng riêng. Wow. Ôi. Lưới hàn nhọn này các bạn này. Thời gian tới nếu nó hay bán nhiều sản phẩm này thì mình sẽ phải nhập những cái phụ kiện để thay thế khác. Ví dụ là cái lõ nhiệt này, các bạn nhìn này. Và bây giờ mình đang bận tâm là cái lưỡi hàn. Đây, cái lưỡi hàn chúng ta. Nó sẽ ra sao? Ồ, không chơi được các bạn. Lưỡi hàn Godox 203 sẽ dùng một cái loại lưỡi riêng. Nó không thể dùng chung. Cái điều đáng buồn của chúng ta là nó không dùng chung với các dòng lưỡi khác. Khá là bất tiện đây các bạn. Đây. Nhưng mà khi chúng ta nhìn và chúng ta so sánh này, dường như cái tỷ lệ thiếc ở cái đầu mũi hàn này là nhiều hơn rất nhiều khi chúng ta nhìn từ màu. Vì vậy độ nóng và độ bền sẽ tốt hơn khá là nhiều. Đây là lưỡi theo máy các bạn nhé. Và chúng ta chỉ theo một cái lưỡi duy nhất nhọn này. Vì vậy là chúng ta sẽ phải cần thêm những cái mã lưỡi khác. Và nó sẽ là cái dòng lưỡi bán riêng. Khá là tốn kém đây. Máy không và một tay như này thì có giá hơn 900.000 các bạn nhé. Và Tùng đang cần cái chế độ test tự ngắt của nó.
Đây, chúng ta sẽ trải nghiệm liệu là sau bao lâu nó sẽ đưa vào chế độ tự ngắt khi chúng ta không sử dụng. Và chúng ta sẽ hàn thử các bạn nhé. Đây, 10-15 phút không sử dụng nữa thì bật công tắc. Và chúng ta sẽ set up cho cái nhiệt độ vào nhiệt độ và chúng ta sẽ tăng cái nhiệt độ lên để chúng ta sử dụng, tăng max lên. Của chúng ta lên được 480 độ. Dừng, ok. Và chúng ta đợi. Đang tăng dần. Cái dòng này tăng nhiệt độ rất nhanh các bạn nhé. Đây, và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Dòng này được quảng cáo là tăng nhiệt độ cực kỳ nhanh. Và chúng ta thấy nó đang tăng phi mã đấy. Đã 400 độ rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy chưa? 400 độ là thiếc đã chảy ra ngấu nghiến rồi này. Ngon, rất là ngon các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó chảy ra một cách dã man tàn bạo. Lên đủ này. Chúng ta đang đợi lên 480 độ. Ui, các bạn nhìn cái mối hàn này, nó sáng bóng. Ngấu nghiến luôn các bạn ạ. Hàng rất ok. Bây giờ mình đang cần một cái thứ, chính là cái chế độ ngắt của nó. Liệu sau bao lâu nó sẽ đưa máy về cái chế độ không hoạt động nữa. Cái này thì chúng ta phải chờ và đợi thôi ạ. Không hiểu nó tính toán kiểu gì, hay là bắt buộc phải dùng cái đế này nó mới đưa chúng ta về chế độ ngắt. Mình sẽ phải sử dụng cái đế này vậy. Để liệu cái chế độ ngắt của chúng ta là sau bao lâu. Cần mua hàng các bạn có thể truy cập lohai.vn hoặc bốc máy con cho mình theo số điện thoại là 0906010103. Chúng ta vẫn phải chờ đợi vì nó không như dòng máy khò. Tay hàn chúng ta phải có chế độ để quên. Mình đã để khoảng 15 phút và dưới sự hết cái sự kiên nhẫn chờ đợi của mình mà máy chưa ngắt. Có thể là cái thời gian lâu hơn, hoặc là bạn nào đã có cái trải nghiệm về cái dòng này mà xem nó có thời gian ngắt là bao nhiêu thì các bạn để cái bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ mình sẽ test lại sau khi chúng ta đang ngâm máy khoảng 15-20 phút rồi mà không sử dụng. Đây các bạn, chưa cần vệ sinh lưỡi đầu lưỡi hàn đâu nhé. Đây các bạn thấy nó dính thiếc chưa? Tùng chưa cần vệ sinh lưỡi hàn gì cả. Đây. Đây các bạn thấy chưa? Cái dòng này gần như nó không có cái lưỡi dẹt. Chúng ta sẽ phải chọn lựa nhiều cái mẫu lưỡi khác thì thời gian tới mình sẽ nhập về thêm nhiều cái mẫu lưỡi cho các bạn. Và cái dòng Godox này nó cũng có những cái mã là 60 và 90W. Thì thời gian tới mình sẽ nhập cả mai so các thứ của cái dòng này cho các bạn. Rút tủ các bạn.